mọi thành phần, từ cơ quan nhà nước tới trường học tới mọi người dân, tới phụ huynh, tới ba mẹ, tới tất cả mọi người, tới các doanh nghiệp luôn. Thì mình Yên chia sẻ một cái mình Yên nhặt được ở trong lớp của mình. Thì mọi người có biết cái chai này á, nó mất bao nhiêu năm để phân hủy không? Nó là 450 năm. 450 năm. Chúng ta uống cái này trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ đúng không? Nhưng chúng ta không biết rằng chúng ta để lại thế giới này tới 450 năm lận. Cái ống hút này mình Yên cũng nhặt được. Cái ống hút này mọi người nghĩ là bao nhiêu lâu? Chắc là lâu hơn. Nó ít hơn. Khoảng 100 năm. Cho tới 150 năm. Mình nghĩ rằng mình uống mình cần nó, nhưng mà thực ra mình chỉ cần trong lúc mình uống được kém chút xíu thôi, đúng không? Nhưng mà mình không biết mình để lại cái thế giới này lâu đến như vậy. Và cái này không để lại gì cho đời. Túi ni lông này mọi người thấy nó mỏng không? Nó nhẹ không? Bao nhiêu lông? Nó từ 50 năm cho tới 150 năm. Đúng không nào? Nó sự tiện dụng của chúng ta, sự tiện dụng của chúng ta, nhưng mà lại là bất tiện cho loài sinh vật biển đấy. Đúng không nào? Thì cái bình ở trong á, cái chai nước ở trong này thì nó cũng phải mất từ 150 năm cho tới 200 năm. Thì hồi xưa mình đi cũng không biết đâu. Nhiều người ta nói là do cái việc rác thải á, là do cái ý thức của người dân, nhưng mình không có trách ai hết. Khi mà mình đi nhặt rác chưa bao giờ mình đi than phiền hay complain gì ai hết. Mình chỉ nghĩ là ý thức là do một phần do kiến thức. Ngày xưa mình đi y chang như nhiều người khác, mình đi vẫn uống như thế này, nhưng mà mình đi do mình đi thiếu kiến thức. Nhưng mà từ khi mình đi có kiến thức rồi á, thì mình Yên cảm thấy là mình đi nếu như mình đi xài một cái gì đó như thế này, mình đi cảm thấy có lỗi với thiên nhiên, có lỗi với thế hệ mai sau. Tại vì mọi người không biết là nhựa, mặc dù mình nói là 100 năm, 150 năm hoặc là 450 năm, nhưng chưa bao giờ nhựa mất khỏi, biến khỏi trên cuộc đời này. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Nó chỉ chuyển từ cái hình thù này, nó tan chảy ra do tia tím của mặt trời thì nó sẽ tan chảy ra và nó sẽ trở thành vi nhựa. Microplastics thì nó trở thành vi nhựa, thì mọi người không tin, mọi người có thể nghiên cứu lên trên mạng. Và bây giờ các loài hải sản và muối chúng ta đang ăn đang đã có vi nhựa rồi. Cho nên người ta nói là cá sẽ ăn nhựa và chúng ta ăn cá, thì chúng ta có phải là ăn nhựa không? Mọi người hãy suy nghĩ và tìm những cái research ở trên Google. Nó có cực kỳ nhiều thông tin. Nhựa được phát minh khoảng cách đây 50 năm nhưng chưa bao giờ mất đi. Và mình Yên đi một cái hòn đảo tên là Tam Hải ở núi Thành Quảng Nam. Thì mình tới đó mình Yên rất là buồn và rất là sốc. Vì trên một hòn đảo có 15 km², có 8.400 dân số đang sinh sống ở đó, nhưng không có người thu gom rác, không có bãi rác, không có nơi xử lý rác thải, thì mọi người nhựa đi đâu ạ? Ra biển hết. 90% là ra biển, đổ thẳng xuống dưới biển. Có nghĩa là nhà bên này, đây là con đường, đây là biển, thì cứ quăng thẳng trực tiếp luôn. Và mình đi vô cùng đau xót thì mình đi phải nhặt từng cọng rác lên. Thì một ngày ở đảo đó thải ra 8 tấn rác. Một ngày 8 tấn rác đi vào lòng đất, đi vào lòng đại dương. Thì mọi người nghĩ đi, cái hải sản mà nó ăn phải nhựa như vậy thì nó có an toàn không? Nó không hề an toàn cho chúng ta. Cho nên là mọi người mình hãy cùng nhau quan tâm hơn về cái vấn đề môi trường. Đó là một cái chống là một trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với chính chúng ta và thế hệ con tương lai của chúng ta. Giống như ngày xưa ông bà mình xả rác thải nhiều quá, bây giờ mình Yên học có cao thì cũng đi nhặt rác thôi, đúng không? Học có nhiều như lớp như thầy Duy thì mình Yên cũng đang đi nhặt rác thôi. Và nếu như chúng ta không làm gì cho thế hệ tương lai của chúng ta mai sau, thì con cái của chúng ta sau này sẽ nhặt rác đấy. Bữa nay có một bình Yên nhặt rác ở trong lớp này. Nhưng mà 20 năm nữa mà chúng ta cứ tiếp tục xả rác thì con chúng ta phải là người chịu ảnh hưởng do chúng ta đấy, đúng không nào? Rồi thay vào đó thì chúng ta có thể sử dụng cái này, những cái bình giữ nhiệt. Thì thật ra chúng ta đầu tư nó vào cho là khoảng 100.000 đi, nhưng chúng ta xài rất là lâu.
rất là lâu, và thậm chí chúng ta tiết kiệm tiền mỗi ngày. Hay là chúng ta uống một cái ly trà sữa như thế này thì một ngày chúng ta phải uống 2 ly hoặc là 3 ly các loại nước khác nhau. Thì nếu như mà cái này á, thì chúng ta chỉ mua một lần thôi, chúng ta có thể để dành cho chiều uống vẫn uống được, và chúng ta fill vào. À, Bình Yên có chia sẻ với thầy Duy là ý nghĩ là thầy Duy biết là thầy Duy rất là tốt đối với lớp mình, cho lớp mình từng chai nước uống mỗi ngày. Thì Bình Yên nghĩ điều đó nó không quá thực sự cần thiết khi chúng ta có một cái bình nước bên ngoài, đúng không nào? Chúng ta uống nó tiện lợi thật đấy, nhưng mà chúng ta để lại thế giới này cho 450 năm rồi. Reusable có nghĩa là sử dụng lại, không phải là single use. Thật ra nói nhựa thì cũng tội nó, tại vì nhựa nó vô cùng hữu ích cho cuộc sống chúng ta. Chúng ta không thể từ chối 100%. Chúng ta chỉ nói tới single use plastic thôi, có nghĩa là nhựa sử dụng một lần. Thì chúng ta không sử dụng nhựa một lần. Nhựa rất là cần thiết, ví dụ như cái này cũng rất là cần thiết, nhưng nó sử dụng nhiều lần, nhiều năm, đúng không ạ? Ví dụ là plastic bag hoặc là bottle. Được, chúng ta sử dụng những cái ly và những cái chai nước suối mà chúng ta uống á, và chúng ta có thể refill nước cũng được. Rồi, kế tiếp là reduce, chúng ta giảm, thiết giảm. Chúng ta giảm từ, ví dụ chúng ta uống 4 chai nước suối một ngày, thì chúng ta lỡ có mua rồi thì mua một chai thôi, và chúng ta refill nước, reduce. Chúng ta thiết giảm nhiều thứ, ví dụ như quần áo chúng ta cũng là rác đấy. Chúng ta mặc hôm nay rồi mấy hôm sau rồi nó cũ đi, rồi nó rách đi, thì nó cũng là rác, đúng không? Cho nên là mình tiết kiệm càng tốt, càng nhiều càng tốt cho mình. Cho nên là Bình Yên cực kỳ tiết kiệm. Bình Yên không có mua quần áo mới nữa. Bình Yên hạn chế, ví dụ như mua túi xách hay giày dép thì Bình Yên đều đang tiết kiệm. Tại vì Bình Yên nghĩ rằng cái hành vi tiêu dùng của mình á, mà nó sẽ ảnh hưởng tới thế hệ mai sau, thì Bình Yên không muốn điều đó. Cái reduce. Và kế tiếp nữa là reuse, sử dụng lại. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng lại những cái túi mà chúng ta lỡ có rồi, đừng có ngại, chúng ta có thể rửa lại bịch ni lông để sử dụng lần sau cũng được mà, đúng không? Đó là hành vi, không phải là vì mình tiết kiệm, mình keo kiệt, mà là mình yêu môi trường. Cho nên là mình có thể sử dụng lại bất cứ cái thứ gì mình có thể. Cho nên là bây giờ Bình Yên mà ai cho Bình Yên đồ cũ, Bình Yên cũng mặc nữa. Bình Yên không có nhu cầu mua đồ mới nữa. Cho nên là tiết kiệm được khá nhiều tiền từ khi yêu môi trường á. Rồi, còn cái cuối cùng nữa là recycle.
recycle lại những cái chai nhựa này, chúng ta đừng có bỏ đi, chúng ta có thể thu gom lại cho những người bán ve chai, những người mua ve chai, hoặc là mình bán cũng được, tái chế. Thì ví dụ như quần áo, bữa nay người ta sẽ nghiên cứu ra những cái cách là quần áo cũ người ta sẽ may thành cái gì đó, cái mềm, cái chăn hay là cái túi xách gì đó để cho những đứa trẻ em khác, ví dụ vậy. Thì mọi người nhớ cho mình như thế này nha. Mình đi xin phép mọi người cùng đọc được không, để mình cùng nhau nhớ được không ạ? Reduce, reuse, recycle. Cảm ơn mọi người. Rồi còn cái này mình đi muốn chia sẻ cái là marketing cái marketing thì cái hành trình mình đi làm á là nó bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 2018. Ngày đó chỉ có một mình mình đi thôi. Trước ngày 8 tháng 9 là ngày 2 tháng 9 mình đi đi Brunei với thầy Duy với lại vài người khác nữa. Thì vô tình gặp được một cái anh người Hà Lan, ảnh tên là Simon Sussin. Ảnh là người truyền động lực lớn nhất cho mình đi về vấn đề bảo vệ môi trường. Khi ảnh gặp ảnh 3 tiếng đồng hồ xong, mình yên nghĩ rằng mình phải làm gì đó. Ảnh có nói một câu như thế này: thay vì chúng ta đi đến nhà người khác, chúng ta phải, ví dụ như ai đó mời mình đến nhà người ta chơi, thì mình nên mang những món quà để mình tặng, giống như một bó hoa hoặc là một trái cây để thể hiện cái lòng biết ơn. Thì thay và những người khách du lịch khi người ta đặt chân tới một đất nước khác, thì thay vì người ta sẽ tặng hoa hay tặng quà, thì chúng ta để lại một hành động đẹp, một dấu chân đẹp rằng mình đã dọn sạch một khu nào đó, một chỗ nào đó, dù chỉ một cọng rác cũng là một hành động đẹp. Hành động đẹp đó, nó thứ nhất là làm sạch cái khu vực đó, hai là để cho người dân hoặc là người du khách thấy, người khác thấy và nhìn thấy là họ trước mình, thì đó là một hành động đẹp. Mà anh đó đi lúc nào cũng là một cái hành động này, cho nên anh là người truyền cảm hứng cho Bình Yên đi đến bất cứ nơi nào Bình Yên cũng nhặt rác. Bình Yên không phải là ngày nào cũng tổ chức nhặt rác hết, mà là Bình Yên nhặt rác trên con đường mình Yên đi, trên con đường mình Yên đi, ở những nơi Bình Yên đến, được không ạ? Rồi ngày 8 tháng 9 thì Bình Yên lúc đó mình đi ở Đà Nẵng. Cái ngày đó là cái ngày thay đổi cuộc đời, sau cái ngày mà gặp thầy Duy tới ngày này thay đổi cuộc đời. Rồi thì ngày 8 tháng 9 2018 thì Bình Yên là một trong những người đại diện cho Việt Nam. Lúc đó có Hà Nội và Sài Gòn, Đà Nẵng, thì Bình Yên ở Đà Nẵng và đi đại diện cho người Việt Nam cùng với 43 quốc gia khác. Cái ngày đó là Global Cleanup Day, là cái ngày của nhặt rác toàn cầu của Jack Sacker tổ chức. Cái tổ chức có tên là Jack Sacker ha. Jack Sacker là người nhặt rác. Thì cái ngày đó Bình Yên với 43 quốc gia, mình có cái video clip mọi người có thể xem. Thì Bình Yên rất là tự hào, Bình Yên là một trong những người Việt Nam tham gia cùng cái ngày nhặt rác toàn cầu. Thì đó là một, theo như Bình Yên, cái đó cũng là một trong những cách làm marketing đấy. Ví dụ như Bình Yên là đại diện cho Việt Nam, thì trong cái clip này thì sẽ có một công ty nội thất ở Hà Lan tài trợ. Ý không biết họ tài trợ cái gì, không biết, nhưng mà em biết rằng mình đã ghi tên vào 143 thành viên của nước ngoài để nhặt rác. Bình Yên nhặt rác nhưng mà trên tinh thần đầy tự hào, đầy kiêu hãnh. Bình Yên có thể quỳ xuống trước mặt người khác để nhặt rác mà Bình Yên rất là vui. Đó. Và thời ngày tới ngày vô tình sau cái ngày này thì báo chí biết rất là nhiều, báo chí nhiều nước đó, người ta biết tới cái này, và cũng là một cái cách để chúng ta làm marketing. Hai nữa là khi Bình Yên tổ chức ngày 24 tháng 12, cái ngày Noel, cái ngày đó Bình Yên đang ở Hà Lan, nhưng mà Bình Yên rất, trước khi đi Bình Yên rất là trăn trở, tại vì cái ngày mà lễ càng lớn thì Sài Gòn mình nó càng nhiều rác. Bình Yên rất là buồn, thì Bình Yên mới nói với Hoa Nguyễn. Hoa Nguyễn là thành viên của Vi và cũng là cái người đi cùng với Bình Yên ở Brunei. Thì Hoa nói, ừ, thôi chị đi nhưng mà em vẫn tổ chức. Xong là ngày đó thì tới 20 giờ, ngày 24 tháng 12 là cộng đồng Bi Training khá là nhiều nha. Cộng đồng Bi Training và những bạn bè trong cộng đồng thì có tham gia ở 4 thành phố. Ngày đó 4 thành phố tham gia ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Bình và Bến Tre cùng nhau nhặt rác vào ngày 24 tháng 12 đêm Noel. Và cái ngày đó mọi người biết không, HTV7 ghi bài tin tức 24 giờ, báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ ghi bài rất là nhiều,
rất là nhiều cái phóng sự, mà phóng sự lúc 12 giờ trưa luôn. Cho nên là vô tình cái Tết thì chỉ đơn giản là mình đi nhặt rác, mình yêu môi trường, mình đi nhặt rác thôi. Nhưng mà vô cùng là nó viral rất là rộng. Và mình không có nghĩ rằng là mình làm marketing, mình chỉ đơn giản là mình đi nhặt rác thôi mà. Và trước đó thì Bình Yên cũng không có kêu phóng viên nữa. Nhưng mà Bình Yên biết rằng cái ngày đông người thế nào cũng có phóng viên. Rồi, đó là một cái sự kiện mà mình vô tình mình viral rất là lớn. Kế tiếp nữa là nó vào cái ngày... ngày 1 tháng 1. Ngày 1 tháng 1 thì Bình Yên không có làm lớn giống như cái ngày 24 tháng 12, nhưng ngày đó cũng được rất là nhiều báo đài biết. Và cái ngày 14 tháng 2 là cách đây khoảng một tuần lễ thôi. Ngày 14 tháng 2 hơn một tuần lễ thì tại Vĩnh Lương Nha Trang, Bình Yên đang cùng với bạn bè năm châu, chính xác là đủ năm châu lục luôn. Ngày đó thì có hơn 300 tình nguyện viên tham gia cùng làm sạch một cái bãi biển ở Nha Trang, biển Vĩnh Lương. Cái biển đó nó không phải là biển du lịch, nó là biển là người địa phương. Bình Yên nói thêm một chút là thường á, nếu như Bình Yên đi nhặt rác ở cái nơi mà có du khách á, thì người ta sẽ đổ thừa khách du lịch. Thế vậy Yên hỏi là biết vào được biết chỗ mà cái biển nó không hề có bóng dáng người khách du lịch thì của người địa phương thì làm sao mà đổ thừa đây? Thì trong cái tiêu chí của Just Sticker để người nhặt rác là mình không than phiền, mình không chỉ trích, mình không làm gì hết, mình không có làm cái negative cho người khác, mà mình chỉ vui vẻ, mình nhặt rác với tinh thần mình vui vẻ ha, làm được sẽ mọi người ủng hộ. Thì cái ngày 14 tháng 2 này, Bình Yên đã được sự hỗ trợ của rất là nhiều cơ quan báo đài và Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang. Bình Yên cái ngày Bình Yên tới là ngày 14 tháng 2 là Bình Yên nhặt, Bình Yên và mọi người nha, nhặt khoảng được 100 bao rác, nhưng mà thấy nó không có xi nhê gì hết, tại vì rác ở đó nó là một cái bãi rác luôn chứ nó không phải là bãi bãi biển nữa. Thì mình thấy không được rồi, mình làm bằng tay là không có xi nhê gì hết. Xong Bình Yên tức là mặc quần sọ, mặc theo cái kiểu như người đi nhặt rác mặc quần sọ tay bế con chó nữa, đi lên tới Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang. Bảo vệ đuổi 3 lần không cho vô, nó chỉ phải đi qua phòng tiếp dân, ở đây không có phòng tiếp dân, nếu không chị phải vô chỗ này, tại vì mình nghĩ là chỗ này là cái nơi chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ngồi đây, cho nên mình đi chắc chắn phải vô được. Em cho chị gặp một người nào, bất cứ một người nào, chúng nói người văn thư hay là người thư ký ai cũng được, gặp một người thôi, xong chị nói chuyện tiếp. Xong cuối cùng chắc năng nỉ quá cái nó cho vô, mà mặc quần sọc nữa chứ, và mình đi kệ không sao hết. Thế là Yên vô, Yên gặp Văn Thư nói chuyện xong Văn Thư không biết trả lời sao hết. Tại vì Yên kêu gọi mọi người giúp đỡ Bình Yên trong vấn đề tiếng nói với lại những cái người khác để mà cùng Bình Yên giúp. Chứ Bình Yên làm một tuổi Yên làm sẽ không hết. Xong rồi Bình Yên vô tình gặp được Phó Chủ tịch đi ngang qua. Xong rồi Văn Thư hỏi Phó Chủ tịch giải quyết sao chị. Xong cái là chị tên Hiền. Xong cái chị mời Bình Yên ngồi xuống uống nước với chị. Xong Bình Yên nói nói là em đang có dự tính làm vậy đó thì chị xem chị có thể hỗ trợ em vấn đề gì, ví dụ như về dụng cụ là cào hoặc là bao túi rác hoặc là người để hỗ trợ em. Thì trước khi Bình Yên đứng dậy thì nói một câu với chị: em đến đây em mong chị hỗ trợ em vấn đề này trước khi em nhờ Viễn Thông hỗ trợ. Câu này nó powerful lắm, mà câu này sau này mình đi sẽ áp dụng luôn á, cực kỳ powerful. Thì mình ý nghĩ rằng á là nó có hai truyền thông, thì chị sẽ tự hiểu rằng một là Yến sẽ nhờ truyền thông can thiệp để giúp về người hỗ trợ, hai là nếu như truyền thông mà viết về cái bài này có một cái bãi biển mà của Nha Trang mà không được chăm sóc như vậy thì nó sẽ rất là mất mặt Nha Trang, đúng không nào? Đó, thì sau khi Bình Yên lên nhờ như vậy thì chị sẽ gọi điện thoại tới Ủy ban Nhân dân xã và hỗ trợ cực kỳ nhiệt tình. Cho nên Nha Trang là cái thành phố của thầy Duy Camera, đúng không, là một trong những thành phố mà Bình Yên rất là hạnh phúc, rất là tự hào khi mà được nhà nước hỗ trợ cực kỳ nhiều. Và ngày 14 tháng 2 là ngày thứ năm, ngày thứ sáu, xong rồi ngày thứ bảy thì Bình Yên thấy là làm tay không có được, cho nên là bây giờ phải thuê xe cẩu, thuê xe cào lên rồi bỏ vô xe ben rồi mới đi thì mới làm hết. Thì lúc đó Bình Yên nói với cái chị Ủy ban Nhân dân xã, nói chị ơi làm tay không hết chắc mình phải thuê đó chị, mà những người bạn người nước ngoài của em á là họ định cùng nhau mỗi người 50 đô 100 đô để mà thuê cái xe đó làm, mà chị thấy sao giờ mà để mà trả tiền coi kỳ lắm á chị. Xong á chị đó nói là ok để chị xem. Cuối cùng chị xem và chị nói được rồi, để chị hỗ trợ xe ben và xe cào lên và khoảng 15 xe. Cái ý đó chị, lỡ như 15 xe mà nó không hết thì sao chị? Rồi không lẽ mình để
một nửa bãi rác, là coi sao được chị, coi kỳ lắm. Thôi cuối cùng là, thôi được rồi, để chị làm hết luôn. Thế là cuối cùng là 39 chiếc xe, mỗi xe khoảng 3 tấn, cho nên là 120 tấn rác. Hơn 120 tấn rác. Hôm trước Bình Yên có hứa với mình đó là sẽ làm 10.000 bao rác trong năm 2019, nhưng mà bây giờ Bình Yên đã trên 14.000 bao rác rồi, nếu như chia ra. Thì đó là cái cách mà mình deal với lại chính quyền. Để khi Bình Yên làm ở biển Vĩnh Hưng, Bình Yên đã nhờ tới bộ đội biên phòng. Bình Yên chỉ nói một tiếng thôi là 10 phút sau 12 người có mặt, bộ đội biên phòng và hai trường đại học, 4 trường cấp 2, cấp 1 và trường mầm non, và rất là nhiều đoàn thanh niên hỗ trợ và ban quản lý đô thị xuống làm luôn một cái biển, bãi biển kế tiếp nữa. Bãi biển kế tiếp thì phải hơn 200 tấn rác nữa. Cho nên là nếu như mà mình biết cách deal và mình biết dùng cái truyền thông. Khi mình đi làm cái này là truyền thông tự nhiên tới, mình đi không có biết ai hết. Tới Nha Trang cái bàn tay chặt, đầu óc trống rỗng, không có quen ai hết. Thậm chí là người local thì cũng do người ta giới thiệu tới, chứ mình đi không có quen từ trước. Mình đi có nhờ thầy Duy post bài. Thì cái ngày này báo Tuổi Trẻ tới, đài truyền hình Khánh Hòa tới, báo Thanh Niên có, báo Phụ Nữ có, tới ghi bài rất là nhiều. Cho nên là vô tình Bình Yên làm cái sự kiện này viral nguyên cái Nha Trang luôn. Bây giờ đặc biệt là Vĩnh Hưng tới là ai cũng biết Bình Yên hết trơn á. Đã vậy còn mỗi ngày mất một thứ, ngày mất xe, ngày mất điện thoại, ngày mất flycam, đủ kiểu xảy ra hết. Thì đây là một cái ngày mà mình, một cái cách làm truyền thông theo cái phong cách là giống như là theo cộng đồng, làm những cái điều ý nghĩa cho cộng đồng. Và trong cái nhóm bạn của Bình Yên thì có một người tài trợ Clean Up Việt Nam, Clean Up những cái túi, những cái bao tải á, thì những có nhiều, cũng nhiều logo lắm. Cái này là ai đã làm trước đây chứ mình cũng biết. Thì nếu như mà mình là một cái doanh nghiệp mà có quan tâm tới cộng đồng á, thì mình tài trợ những cái để làm những cái túi ni lông này cũng rất là hay. Và đây là cái ý tưởng mà sau này và đây sẽ kêu gọi mọi người, những cái doanh nghiệp tài trợ cái bao tải này. Cái bao tải thì rẻ lắm, mình đi mua thì 5.000 thôi, nhưng mà để in lên mình đi không biết nhiêu tiền, nhưng mà trong tương lai thì mình đi cũng muốn có sự tài trợ và cộng hưởng từ cộng đồng, nó sẽ hay hơn. Ở Khánh Hòa tài trợ khá là nhiều. Cái tiếp là ngày 8 tháng 3 là sắp tới, mình đi có tổ chức ngày nhặt rác toàn quốc, ngày phụ nữ 8 tháng 3. Nhưng mà Bình Yên muốn kết hợp luôn cái ngày đó là ngày phụ nữ mình đi nhặt rác, và người đàn ông mình cũng đi nhặt rác cùng người phụ nữ mình được. Thì ở 64 tỉnh thành, bây giờ thì có hơn 20 tỉnh thành, 20 tới 30 tỉnh thành rồi, còn những tỉnh thành xa Bình Yên chưa có quen. Rất là mong được mọi người ủng hộ cùng nhau đi nhặt rác cái ngày đó. Và ngày 8 tháng 3 ở thành phố Hồ Chí Minh thì đài truyền hình HTV có xin ghi bài. Tới sẽ quay phim và ghi bài. Nếu như được mọi người cùng tham gia thì mình cộng hưởng cùng nhau và viral rất là nhanh. Và có một cái tin vui nữa, hồi nãy thầy Duy chia sẻ về tàu ngầm đó, hay là máy bay á. Thì trong cái quá trình mà Bình Yên đi làm clean up ở Đà Nẵng thì đài truyền hình HTV có mời Bình Yên ngày 30 tháng 3 về sẽ nói một cái buổi talk show trên truyền hình về vấn đề rác thải nhựa. Mọi người thấy hay, mình đi vô tình đi nhặt rác mà giờ được rất là nhiều cơ quan báo đài mời về nói chuyện hoặc là ghi bài. Và mình đi không có nghĩ rằng là mình làm một cái việc như vậy mình được viral như vậy. Mình đi đang không có nhu cầu để quảng cáo cái vấn đề kinh doanh của mình. Nhưng nếu mình ví dụ như mình đi đang gieo hạt, mình đi gieo hạt chừng năm sau mình đi mới công bố là mình đi làm một cái gì đó, đúng không? Lúc đó thì truyền thông người ta sẽ hỗ trợ rất là nhiều. Cho nên báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ là hai cái đơn vị báo khá là lớn, mà họ chỉ cần Bình Yên làm ở đâu là họ sẽ cho người ghi bài đó. Cho nên mọi người có muốn tham gia cùng Bình Yên không? Cảm ơn mọi người.